Đổi vợ cho nhau. Ngày xưa, ở một vương quốc giàu có nọ, có một vị vua rất anh minh. Ngài có một cô con gái nổi tiếng xinh đẹp. Nhưng hiềm một nỗi, công chúa quá bụa từ khi còn rất trẻ. Vì thương nhớ người chồng đã mất, mà công chúa ngày đêm buồn bã chả thiết gì. Con gái của ta, chồng con mất tới nay đã được 3 năm rồi. Người mất cũng không sống lại được. Con hãy cố gắng quên đi và sống một cuộc sống mới. Ta sẽ tìm cho con một người chồng khác để con bầu bạn. Không đâu cha, con sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Con chỉ có một người chồng duy nhất đó thôi. Dù chàng ấy đã mất, nhưng con sẽ mãi chung thủy với chàng. Nhìn công chúa ngày đêm buồn bã, thương nhớ tới người chồng đã khuất, nhà vua rất đau lòng. Người bèn cho người đi khắp thiên hạ tìm người tài để giúp công chúa thoát khỏi nỗi buồn. Người nào có khả năng giúp được công chúa sẽ được trọng thưởng và cho cưới công chúa, cô con gái duy nhất của nhà vua. Rất nhiều chàng trai từ khắp nơi đã tới trổ tài, nhưng không có ai khiến cho công chúa vơi đi được nỗi đau khổ, muộn phiền và nguôi ngoai nỗi nhớ người chồng yêu dấu. Cách kinh thành không xa, có một chàng trai tên là Chao Chu. Chàng vốn là một đầu bếp nấu ăn rất ngon. Chàng có một gánh hàng nhỏ bán đồ ăn ở chợ. Nhà vua đang rất lo lắng về tình trạng của công chúa. Nàng ấy đã không ăn không ngủ bao nhiêu ngày nay vì thương nhớ người chồng đã mất. Tưởng thời gian sẽ làm công chúa nguôi ngoai, nhưng tình hình vẫn ngày càng trầm trọng hơn thì phải. Mình sẽ giúp công chúa, coi như là cứu nàng ấy để nhà vua yên lòng lo việc nước. Người nói có thể giúp được công chúa sao? Bao nhiêu người tới đây đều chẳng làm được gì cả. Người cũng về đi, không ích gì đâu. Thưa bệ hạ, công chúa đã nhiều ngày không ăn, sức khỏe suy sụp nhiều. Vậy cứ để thần mời công chúa một bữa ăn do chính tay thần nấu đã ạ. Thưa công chúa, thần đã nấu bữa ăn này, mời công chúa ăn thử xem có ngon không ạ. Đã lâu ta không còn muốn ăn uống gì nữa. Hôm nay ta nấu một bữa ăn để mời công chúa. Nàng đừng giận ta nha, nàng cũng ăn cùng đi. Ngươi vừa mời ai ăn đó? Thưa công chúa, thần mời người vợ đã khuất của mình ăn đấy ạ. Vợ ngươi cũng mất rồi à? Vâng, vợ thần đã mất vì nhớ thương nàng, mà bữa ăn nào thần cũng mời cô ấy ăn, giống như cô ấy vẫn còn sống ạ. Chồng ta đã mất 3 năm, không có ngày nào ta không thương nhớ chàng. Giờ thấy ngươi cũng trong tình cảnh giống như ta, ta thật cảm động. Thần có chiếc chìa khóa này, có thể mở được cửa âm phủ. Chỉ vài ngày nữa thôi, sẽ tới ngày thần được gặp vợ rồi. Công chúa có muốn đi xuống đó tìm chồng không? Thật sao? Người cho ta đi cùng với. Nhưng tại sao ngươi lại có chiếc chìa khóa này? Để thần kể cho công chúa nghe. Mình ơi, sao mình lại bỏ tôi mà đi? Không có mình, cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Người là ai? Ta là thần canh gác cửa âm phủ. Từ ngày vợ người mất, ngày nào ta cũng phải nghe tiếng khóc của người. Thật là não ruột. Ta cho người chiếc chìa khóa này. Tròn 3 năm ngày mất của vợ, người hãy tới đây. Cửa mộ này sẽ mở ra dẫn người tới cánh cửa âm phủ. Người có thể vào đó tìm vợ. Vậy là tôi sắp được gặp lại vợ rồi. Đa tạ thần. Ngày mai là tới ngày ngôi mộ sẽ mở ra. Thần đã chờ đợi ngày này từ lâu rồi. Trời ơi, vậy là ta sẽ được gặp lại chồng của ta sao? Ta sợ quá, nhưng nghĩ tới việc được gặp chồng ta, ta sẽ vượt qua tất cả. Được gặp lại vợ của mình, thần cũng sẽ bất chấp gia nguy. Chúng ta đi thôi. Chao Chu, ta ngã mất. Chao Chu,
Cháu chủ đâu rồi? Không biết anh ta có sao không, nhưng dù sao mình cũng phải đi tìm chồng của mình trước đã. Ta đang ở đâu thế này? Ta vẫn còn sống sao? Trời ơi, ta phải làm sao đây? Ta phải đi tìm chồng của ta. Dù bất cứ khó khăn nào, ta cũng phải gặp lại được chàng. Chàng ơi, chàng là thiếp đây. Công chúa, sao nàng lại ở đây? Lẽ nào nàng đã... Không, thiếp chưa chết. Nhờ có chiếc chìa khóa của Châu Chu, thiếp tới được đây để tìm chàng. Thiếp nhớ chàng quá. Chồng ơi. Cô gái này là... Đây là vợ mới của ta. Trời ơi, ngươi là đồ phản bội. Suốt 3 năm qua ta đau khổ vì nhớ nhung ngươi, vậy mà ở dưới này ngươi lại cưới người vợ khác. Vượt qua bao khó khăn trở ngại, ta mới tìm được tới đây để chứng kiến cảnh tượng đau lòng này hay sao? Công chúa à, ta không thể sống lại, nhưng ta cũng phải có một cuộc sống mới chứ. Ban đầu ta cũng thương nhớ nàng lắm, nhưng thời gian trôi qua, ta nghĩ ta không thể cứ mãi đau khổ. Rồi cô gái này xuất hiện và cùng ta xây dựng lại hạnh phúc. Công chúa, người đây rồi. Thật may là ngươi không sao. Ta lo quá, tưởng ngươi đã bị dòng suối đó nhấn chìm rồi. Không, nghĩ tới việc tới đây để tìm vợ mình, thần đã quyết không bỏ cuộc. Còn công chúa, người đã tìm thấy chồng của mình chưa? Chồng của ta đang đứng trước mặt đây, nhưng chàng ấy đã lấy vợ khác rồi. Chàng Bia, nàng ơi, ta vượt qua bao nhiêu vất vả để tới đây tìm nàng. Chàng à, chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Thiếp đã lấy chồng mới rồi, đừng nhớ tới thiếp nữa. Vợ cũ của ngươi chính là vợ mới của chồng ta sao? Công chúa, thần thật không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Quá khứ là điều không ai có thể quên, nhưng cũng phải sống cho hiện tại và tương lai nữa. Chúng ta không thể sống mãi với kỷ niệm để đau khổ và day dứt suốt cuộc đời được. Vậy là từ đó, công chúa không còn đau buồn vì nhớ tới người chồng đã khuất nữa. Châu Chu định giúp công chúa, nhưng hóa ra là giúp cả chính mình. Quá khứ được vùi chôn, Châu Chu và công chúa cùng nhau xây đắp một cuộc sống mới hạnh phúc. Sự tích hoa thủy tinh. Ngày xưa ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, có hai vợ chồng nghèo, rất nghèo. Nhưng bù lại, họ sinh được một cô con gái. Cô bé là nguồn động lực giúp họ vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Họ đặt tên con là Hoa. Hoa càng lớn càng siêng năng, ngoan ngoãn, thông minh và xinh xắn. Nàng giúp cha mẹ mình tất cả những công việc nhà và đôi khi giúp cha mẹ trồng và gặt lúa. Tuy nhà nghèo, nhưng nàng có một tấm lòng rất nhân hậu. Rồi một ngày, trong làng đột nhiên xuất hiện một con quái vật độc ác. Nhà vua ra lệnh cho tất cả đàn ông trong làng thay phiên nhau đi tìm và mang đầu quái vật về cho ngài. Rất nhiều thanh niên trai tráng đã ra đi, nhưng không ai quay về. Ta hứa sẽ trở về với hai mẹ con mà. Không được, cha không được đi. Con quái vật đó chắc ghê gớm lắm, nên mới không có ai quay trở lại. Con không muốn cha đi, không muốn. Con gái, ta không thể cãi lệnh vua được. Vậy, để con đi thay cha. Không được, con còn nhỏ, sao đi được? Hơn nữa lệnh vua đã ban, chỉ những trai tráng đàn ông trong làng mới phải đi thôi. Con yên tâm, cha sẽ trở về. Trong lúc cha đi vắng, con ở nhà nhớ phải ngoan. Nghe lời mẹ, đừng để mẹ buồn. Không.
không? Con không muốn cha đi. Đã 3 ngày rồi mà cha chưa trở về. Mình đang ở đâu đây? Bà là ai vậy ạ? Ta là bà Tiên đây. Ôi, nếu thật vậy thì xin bà hãy cứu lấy cha cháu. Cha cháu đi tìm quái vật mà giờ vẫn chưa thấy về, không biết sống chết ra sao. Mong bà rủ lòng thương cứu cha cháu với. Con đừng lo, cha con và những trai tráng trong làng chưa chết, họ chỉ bị phù phép bởi con quái vật độc ác đó và bị biến thành những pho tượng bằng đá thôi. Bị biến thành tượng đá ư? Đúng vậy, và chỉ có con mới có thể cứu họ được. Ta cho con biết, con quái vật đó sợ ánh nắng mặt trời. Con hãy dùng những bông hoa được tạo ra từ nước mắt của con cắm ngay trước hang động của nó. Khi mặt trời trên đỉnh ngọn tre, ánh sáng mặt trời từ những bông hoa ấy sẽ giết chết nó. Con cứ đi về hướng Tây, nhất định sẽ thấy hang động của nó. Bà ơi, bà đâu rồi? Mình nằm mơ sao? Cái gì thế này? Hóa ra là thật, không phải mơ. Nhất định đây là bông hoa mà bà Tiên đã nói đến trong giấc mơ. Mình sẽ đi cứu cha. Ròng rã một thời gian dài, ngày đi, đêm leo lên cây ngủ để tránh thú dữ. Cuối cùng nàng cũng đến được hang động của con quái vật. May mắn thay, lúc này là ban ngày nên con quái vật đang trốn trong hang. Nàng làm theo lời bà Tiên, cắm tất cả những bông hoa trước cửa hang và chui vào một bụi cây để trốn. Cái quái quỷ gì thế này? Đau quá. Chắc hẳn con quái vật đó đã bị chết rồi. Mình phải vào hang cứu cha thôi. Thì ra là mày đã hãm hại ta. Ta sẽ giết mày. Cha tỉnh lại đi, con gái của cha đây. Cha ơi cha tỉnh lại rồi. Ôi, con gái của cha, cha cứ tưởng đời này sẽ không gặp lại con nữa chứ. Cha và cô bé cùng mọi người quay trở về ngôi làng. Cô dùng những bông hoa còn lại đem trồng xung quanh ngôi làng. Ánh sáng kỳ diệu phát ra từ những bông hoa đó như những ngôi sao may mắn, đem lại bình yên và may mắn cho ngôi làng của họ cho đến tận sau này. Báu vật của Jimmy. Các con có thích trò truy tìm kho báu không? Có ạ. Vậy ở nhà chúng mình có hay chơi trò này không nhỉ? Dạ có, nhà con có rất nhiều kho báu. Thật ư, cô cũng có rất nhiều kho báu. Và cô tin là chúng mình ai cũng có riêng một báu vật. Báu vật? Cậu có báu vật không? Cô muốn ngày mai, khi lên lớp, các con sẽ mang theo báu vật của mình. Và tất nhiên là cả câu chuyện gắn với báu vật đó rồi. Chúng ta sẽ cùng bầu chọn xem báu vật nào tuyệt nhất. Đồng ý chứ? Vâng ạ, nhất trí ạ. Con đi lại như thế cả tiếng rồi Jimmy à. Con đang làm gì vậy? Con đang tìm báu vật ba ơi. Gì cơ? Báu vật à? Báu vật nào vậy con? Thứ gì đó thật giá trị thì là báu vật. Con nghĩ thế. Ba có cái bát cổ nào của hoàng gia thời xưa không ạ? Hay một chiếc dĩa giác bạc chẳng hạn? Các bạn lớp con chắc chắn sẽ mang một đống đồ chơi đắt tiền đến lớp giới thiệu cho coi. Jimmy à, báu vật không nhất thiết phải là một thứ có giá trị vật chất đâu con. Nó có thể là một báu vật tinh thần. Báu vật tinh thần ạ? Đúng thế. Nào, đi theo ba. Kho báu của nhà ta, trong này có rất nhiều. Chiếc cưa này là báu vật của ba, vì nó là của ông con để lại.
Nó đã theo ba biết bao nhiêu năm nay, chặt cây, xẻ gỗ, làm đồ chơi cho con. Còn chiếc xe này ạ, nó có phải báu vật không ba? Có đấy. Ngày bé ông bà thường đẩy lúa mì trên chiếc xe đó, và ba được ngồi trên cùng, cao ngất ngưỡng, rong ruổi khắp các con đường từ cánh đồng về nhà. Với ba, nó cũng là một báu vật đó con. Cha, thì ra nhà mình nhiều báu vật ghê. Con trai à, ba nghĩ giá trị của báu vật nằm ở chỗ nó có ý nghĩa thế nào trong trái tim con. Nếu nó chứa đựng những điều đẹp đẽ mà con không muốn mất, luôn quý trọng và gìn giữ, không gì đánh đổi được, thì nó chính là báu vật. Vậy con biết báu vật của con là gì rồi ba ạ? Thật chứ? Vâng ạ. Con biết báu vật ở đâu rồi. Đẹp quá, cho tớ xem với. Báu vật của tớ đây, giày patin mẫu mới nhất có in hình khủng long bay nè. Đẹp quá, thích thế. Còn báu vật của tớ là lâu đài búp bê này nè. Ôi, nó đẹp y như thật ấy. Còn có cả búp bê người mẫu bên trong này nữa. Có cả xe hơi nữa kìa. Chào cả lớp. Các con đã sẵn sàng giới thiệu báu vật của mình với cả lớp chưa nào? Rồi ạ. Jimmy, con đã mang báu vật đi rồi chứ? Dạ, con mang rồi ạ. Mời Jimmy lên đây nào. Cái gì vậy nhỉ? Chúng ta bắt đầu nhé. Báu vật của con là chiếc kẹp tóc hình bông hoa này. Trời ơi, đây là báu vật ư Jimmy? Buồn cười quá. Một chiếc kẹp tóc thần ư? Chiếc kẹp tóc đẹp lắm Jimmy à. Cô đang nghe câu chuyện của con đây. Đây là chiếc kẹp tóc mà mẹ con rất thích. Lúc nào mẹ cũng cài nó, đi làm, nấu bếp hay lúc đi lễ nhà thờ. Mẹ con nói, ba tặng nó cho mẹ trong ngày cưới. Ba cài lên tóc mẹ trước cha xứ. Khi ốm, mẹ đã cho con để sau này con sẽ cài cho cô dâu của con. Mỗi khi nhớ mẹ, con lại mang nó ra để ngắm. Ôi, Jimmy bé bỏng. Tớ nhớ mẹ quá, tớ cũng vậy. Cô ơi, báu vật của con kỳ cục lắm phải không cô? Không đâu Jimmy à, chỉ cần con yêu và gìn giữ, báu vật nào cũng đáng quý, đặc biệt là báu vật thời gian và ký ức. Con đang có một báu vật vô giá tuyệt vời đó, con trai à. Jimmy, đúng rồi, mẹ đúng là báu vật vô giá của mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.